Bữa nay chủ nhật ngày 10 tháng 9 nha anh em. Còn lại con này con cái bạch hổ lưỡi đen 100%. Cái này khoảng qua tuần là em chích ngừa rồi, sổ giun được 4 hôm rồi. Cái này mà anh em nào nuôi mèo á, thì bắt đầu nó làm quen từ từ rồi đó. Hai này giờ nó dành ăn chung rồi. Mẹ mẹ mẹ